Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, trong cuộc gặp gần đây nhất giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hồi giữa tháng 9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, hai bên đã nhất trí thúc đẩy kết nối chiến lược hợp tác xây dựng vành đai và con đường chất lượng cao, tăng cường kết nối đường bộ, xây dựng hệ thống logistic đa phương thức hiệu quả cao và bền bỉ, đem lại cơ hội mới cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Tại đây, Thủ tướng cũng đã tiếp ông Trần Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc. Tập đoàn này là tổng thầu thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2 Cát Linh Hà Đông với tổng giá trị hợp đồng EPC hơn 640 triệu đô la Mỹ. Tại cuộc tiếp, ông Trần Vân cho biết, tập đoàn mong muốn tham gia đầu tư xây dựng các dự án đường sắt nằm trong quy hoạch được Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt. Thưa quý thính giả, sáng ngày 16 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đồng hành và phát triển cùng Việt Nam. Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài phối hợp tổ chức. Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề đồng hành và phát triển là một hoạt động tiếp theo của Hội nghị Thủ tướng gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, được tổ chức vào tháng 4 vừa qua và nhấn mạnh thêm thông điệp của người đứng đầu Chính phủ, khẳng định chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với khu vực đầu tư nước ngoài, và cũng thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Thưa quý thính giả, sáng ngày 16 tháng 10, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8, khóa 13 cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Những nội dung đó là báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5, khóa 11 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Nhà Trắng ngày 15 tháng 10 thông báo ông David Satterfield được chỉ định làm đặc phái viên về các vấn đề nhân đạo ở Trung Đông. Ông David Satterfield từng là đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết ông David Satterfield sẽ tập trung bảo đảm viện trợ nhân đạo sẽ tới được những người dễ bị tổn thương tại khu vực Trung Đông. Ông David Satterfield sẽ dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo ở Gaza. Ông David Satterfield từng có hơn 40 năm kinh nghiệm công tác tại khu vực và từng làm việc tại Syria, Tunisia, Ả Rập Xê Út. Thưa quý thính giả, cửa khẩu Rafah do Ai Cập kiểm soát mở cửa trở lại hôm nay 16 tháng 10 để hàng viện trợ nhân đạo có thể được chuyển đến dải Gaza, khu vực đang chìm trong xung đột căng thẳng giữa lực lượng Hamas và Israel. Sau khi Hamas bất ngờ phát động tấn công với quy mô chưa từng có, Israel đã quyết liệt đáp trả bằng hàng loạt cuộc không kích và phong tỏa toàn diện dải Gaza với dân số 2,3 triệu người. Trong bối cảnh những nỗ lực viện trợ cho dải Gaza vẫn gặp nhiều khó khăn do xung đột, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi thiết lập một hành lang an toàn để sơ tán dân thường và đưa hàng cứu trợ vào khu vực đầy bất ổn này. Thưa quý thính giả, tối 15 tháng 10 theo giờ địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia của Ecuador xác nhận ứng cử viên Daniel Noboa, đại diện cho Liên minh Hành động Dân chủ Quốc gia đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại quốc gia Nam Mỹ này. Doanh nhân 35 tuổi này đã trở thành tổng thống đắc cử trẻ nhất từ trước đến nay tại Ecuador. Với hơn 90% số phiếu được kiểm, ông Noboa giành được 52,3% số phiếu ủng hộ. Trong khi đối thủ của ông là bà Luisa González thuộc đảng phong trào cách mạng công dân theo đường lối cánh tả nhận được 47,7%. Thưa quý thính giả, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Cạn vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thanh Bạch Thông tổ chức lễ ra mắt mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đây là mô hình đầu tiên trong khuôn khổ dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng,
với mục đích tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời và bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực gia đình nhằm tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự. Thưa quý thính giả, nhà thờ Mằng Lăng nằm cách thành phố Tuy Hòa khoảng 35 km về phía Bắc và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây là một di tích lịch sử đẹp và nổi tiếng của xứ hoa vàng cỏ xanh. Điểm nổi bật nhất nhà thờ chính là lối kiến trúc Gothic đặc sắc đã có từ cách đây khoảng 1.200 năm trước Công Nguyên. Nhìn vào Mằng Lăng, bạn sẽ cảm thấy rất quen thuộc bởi bề ngoài của nó đậm chất những nhà thờ ở châu Âu. Lối kiến trúc này nổi tiếng trên thế giới đến mức có rất nhiều công trình được xây dựng theo lối Gothic này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thưa quý thính giả, chùa Phật Vàng là một ngôi chùa nổi tiếng nằm ở Chi Na Thao, Bangkok. Đây là ngôi chùa nổi tiếng với bức tượng Phật lớn được đúc hoàn toàn bằng vàng. Không chỉ là nơi linh thiêng, chùa còn hấp dẫn khách du lịch bởi kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời. Hay rằng Palace còn được gọi là cung điện hoàng gia Thái Lan. Nơi đây không chỉ là khu du lịch nổi tiếng mà còn là nơi sinh sống của hoàng gia Thái Lan với công trình kiến trúc tuyệt đỉnh. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ sáng mai. Thân mến chào tạm biệt.